Ồ, hôm nay trời mưa. Giờ tiện đi nhặt trứng thôi, nhặt trứng thôi. Đi nhặt trứng gà. Là các bạn đói chưa? Bây giờ bọn vịt hôm nay lên tận đây luôn nhá. Vịt luôn. Hello, hello, hello. Hello. Ôi giời ơi. Quay 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 quay. Hồ đói. Ô, ổ trứng này, hôm nay không có quả trứng nào. Ú, quá. Đổi chỗ à? Hôm nay là ổ này được mấy quả đây? Hoặc là đi nhờ ổ này sang đây. Ê, bạn gà này. Hôm nay trời mới có 4 5 giờ mà hơi tối. Ô, bạn gà để trứng to lại đây rồi. Từ đã, để tao đi nhặt trứng đã nhá. Không quả. Ô này, hôm nay có 3 quả. Ô, chi 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 chi. Đông chưa? Ô, mưa hôm nay ở chỗ này dột này. À, bạn gà này đi ấp đây. Rồi. Thế mày đi ấp nhiều đấy. Ô, quá. Ôi, các bạn ơi. Sao đây? Giờ này giờ đi ấp trứng à? Nào, cúc cúc gì? Ra đây. Giờ này giờ đi ấp trứng đâu? Đẻ không đi đẻ, đi ấp trứng nào. Ok. Rồi. Sao đêm nay được bao nhiêu quả? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 quả. Ô, hôm nay được 15 quả. Hôm nay có 3 con gà mờ. Con gà ta đẻ thôi. Mấy con này đi ấp hết rồi. Dậy đi, dậy đi, dậy đi. Con này vào đây. Xem này. Xong. Ồ, vẫn còn hơi nóng rồi này. Quả đấy. 15 quả. Đó, bốc. Em nhấc cái lồi cháo gió ra không, nó nóng quá sợ để gần cái vẫn nóng ấy. Hôm nay bớt con gà trứng màu sao hai con đi ấp này, hai cục cục đi ấp này. Xuống đây bà ơi, xuống xuống cứ đứng đây. Ui vẫn nóng, kiểu để bếp nóng quá. Đây mình có bèo nên là phải mình đập 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 đập. Xéo hết ra ngoài luôn. Không có lợn nào ấy luôn. Ủa? 1, 2, 3, 4. Có thầm là cá thầm. Đâu cáo tắt làm gì? Nhớ có cháy rồi. Liệu có cháy không? Ừ, dưới ở đây nó tắt luôn.
Ồ, mai vừa khô, không trái. Ôi, nồi cháo chó này. Đây là món cháo cho chó. Mấy chú chó, chú mèo. Mèo mèo. Bận tí. Xuống làm đi, xuống lên gì? Này để đây đã làm xong rồi. Sao không kiểm tra lại đi, một tí là chấm lại được 45. Đây thì mình đến 15 quả. Chị nhím đế gọi nhỉ. Thôi rồi mang đi vào cất. Làm xong cũng phải đi về cất trứng nè. Điện lên. Trứng bắt đầu đẻ đều, trứng to rồi. Kiểu đi nhặt trứng gà này cũng sướng. Bên này là trứng vịt sáng nhặt. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vùi. Em lang thang đêm giá vắng. Không thấy bóng dáng bạn nào luôn, là đang đi ăn. Em mới hôm nay về từ chấm lâm lanh ra. Mỗi bạn này hôm nào cũng phải mà đóng thóc bung luôn.